Những cái bẫy đáng sợ nhất khi đi rừng. Hôm nay ba chị em Mùi sẽ đi lấy bầu đất nhá. Đây là em trai của Mùi, em mợ của Mùi. Chào mọi người nhá. Hôm nay ba chị em Mùi đi khá xa để lấy cây bầu đất. Khu vực của mấy chị em Mùi đi thì cũng khá dốc và đường đi khá khó. Có những nơi chỉ lên dốc thẳng đứng luôn cả nhà. Loài cây thảo dược này cũng chọn đất sống đấy cả nhà. Nó sống ở những nơi mà đất đồi mới lở hay là những nơi mà được phát làm nương làm rẫy thì nó mới sống. Ở đây nhá mọi người, chỗ này là vực đấy nhá. Nếu mà trượt chân chỉ có thẳng táp xuống vực luôn. Đó, đây này. Đây rất nhiều anh chị em hỏi Mùi là cây hỗ trợ tim. Đây Mùi sẽ giới thiệu với anh chị em cái cây này nha. Đây mọi người sẽ thấy lá của nó rất giống hình trái tim này. Đó, cây này những ai mà tim hồi hộp này, hở van tim, tim gặp vấn đề thì anh chị em lấy cây này. Ngoài ra cũng có kết hợp thêm nhiều vị nữa để hỗ trợ để tim khỏe mạnh. Đó. Sau hơn một tiếng leo đồi thì mấy chị em Mùi đã tìm được cây bầu đất rồi nhá. Khu vực này thì cũng là nơi mà đất đá vừa lở nên là cũng có rất nhiều cây con mọc lên. Đây Mùi gặp ngay cây bầu đất bé này nhá. Những cây như thế này thì Mùi sẽ không có nhổ và Mùi sẽ để bảo tồn nhá anh chị em. Nên là rất nhiều anh chị em bảo tại sao mình đi nhổ cả gốc cả rễ thì làm sao mà nó sống được. Thì tất cả những cây con mình sẽ để dành để nó không có bị mất gốc. Đó, mình sẽ để bảo tồn nhá cả nhà. Đó. Ở đây nhá cả nhà, cây bầu đất đây nhá. Chị em nào khô hạn này, nội tiết tố kém, thường xuyên đau đầu, mất ngủ, ngủ không sâu giấc thì mình sẽ uống cái cây này nhá. Ở đây mọi người có thấy thân của cây bầu đất này đó. Những loại cây thảo dược nào mà nó có cái lõi ở trong đẹp như thế này ấy, thường là những vị thảo dược rất dễ sử dụng, có rất nhiều công dụng và dược tính rất là cao. Đó, kết hợp rất nhiều vị thảo dược được nhá. Đó. Cây tiếp theo đó là cây thảo dược thông đất. Trong y học cổ truyền thì cây này được sử dụng trong vấn đề phong thấp, tê đau, viêm gan cấp tính, kết lị, mắt đỏ. Hoặc là những ai gặp tình trạng trí nhớ kém. Vì đam mê bóc măng nên là cứ đến những nơi mà có măng như thế này thì không thể bỏ qua được cả nhà. Cả nhà ơi đây này. Đó, đi rừng khá sợ luôn nha. Đi rừng gặp rắn, rết, vắt ra thì Mùi rất là sợ cái bẫy như thế này. Đây đây có một cái hang ở đây chắc là họ bẫy chuột đấy cả nhà. Ui, nên anh chị em đi chợ đi lên rừng hết sức cẩn thận nhá. Đó. Mình sẽ mang cái này về nhá cả nhà. Chứ còn để đây nếu mà mình không cất thì lần sau người ta đi cũng sẽ bị trúng. Rất may là Mùi có đeo ủng nên là Mùi không có gặp vấn đề gì. Hiện tại Mùi đang chia sẻ những bài thảo dược của người dân tộc Dao. Anh chị em nào gặp vấn đề gì về sức khỏe hay là mình gặp những tình trạng mà Mùi chia sẻ ở bên trên thì hãy để lại câu hỏi hay chia sẻ cùng Mùi nhá.